Và cái đối tiên chắc chắn rằng để có cái bữa ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta không thể không nhắc đến hai thành viên quan trọng nhất của hai hội. Đó chắc chắn là thứ nhất là xin mời chị Lãng Tử, và thứ hai là Chị Lê xin mời hai anh em có thể lên cho vài lời nhắn gửi. là không phải là tự sướng mà là Thu Phúc đang trực tiếp Hay, Ôn Pháp về nghe và không đang nghe coi không? Skyping dạ rất là cảm ơn tất cả anh chị đã có mặt trong buổi offline giao lưu lần 4 ngày hôm nay. Thì hồi lần trước á thì Hà đã nói trước rồi, thì bây giờ cái này nữa mới chính thức. Dạ, thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng ngay tới đi rồi thì cũng xin chúc mọi người năm mới một năm nay hay thịnh vượng, có nhiều sức khỏe và tài lộc trong năm mới. Gõ cậu gõ cậu Dạ, ngày hôm nay á, thì anh chị trước cái ngày năm mới á, thì anh chị cứ giao lưu chung với các cụ xưa và mọi những người yêu hội hoa lương, thì cứ vậy thật là đã. Và buổi ngày hôm nay thì thấy được là các viên đã vô rồi gần đủ rồi, thì cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia yêu lần 4 ngày hôm nay. Thank you.